trở lại 10 năm trước, cách bảo táp khổng lồ còn có hai tháng, tỉnh Xu bắt đầu xây dựng pháo đài của mình, nuôi một ít gà vịt cá thường xuyên tuyệt chủng, trồng một chút trâu dưa tương lai không có, lại trữ một ít đồ ăn vặt mỹ vị. Cuộc sống phải có phong cách, đối đãi với kẻ thù, ta liền thích bộ dáng ngươi nhìn ta ăn thịt bò biết tết thèm khóc, thích bộ dáng ngươi ngửi mùi thịt nướng trên mặt say mê, thật đẹp mắt. Ma phương đẳng cấp không gian. Ma phương 44464 mét khối. Mà phương 555 125 mét khối, mà phương 666 216 mét khối. Lên khung cuối đầu ba cái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta ở tận thế trồng một cánh đồng a a a a a a Không biết các ngươi có bóng ma bị rửa chén thống trị hay không, dù sao ta cũng có. Thực lực của ta cũng không cho phép ta không rửa chén A. À. Cho nên, tôi cùng người nhà đánh cuộc, nửa năm dựa vào tiền nhuận bút kiếm được mua cái máy rửa chén khoảng ba nghìn nếu không bác sau này đều là tôi đến rửa em miễn phí ba tháng đặt cược thành công ngày vạn càng ngày mai lên giá ít nhất năm chương đi phía sau liên tục tăng thêm nhưng ở đây tôi muốn cảm ơn một số người biên tập viên lục la la cúi đầu chào tôi cùng với tổng biên tập nhân viên hậu trường cảm tạ đối với ta xem trọng cùng cổ vũ còn an bài vị trí đề cử rất tốt mới có thể làm cho mọi người phát hiện quyển sách. Ở thời điểm ta mê mang sẽ cho ta khẳng định giúp ta đi ra hoang mang kỳ cảm ơn sao sao đát. Cuối đầu chào các bé đáng yêu đã ủng hộ tôi trong 3 tháng qua, không quên được khổng tử không đọc sách, người đầu tiên đứng ra nói sau này phiếu đề cử đều cho tôi, không quên được người đầu tiên cho tôi thêm hai danh sách sách để cho càng nhiều bé đáng yêu nhìn thấy quyển sách này, không quên được lời nhắn của khu bình luận sách bởi vì cũng cho tôi linh cảm và trợ giúp rất lớn đương nhiên còn có nhóm tiểu khả ái mỗi ngày khen ngợi nhân vật của tôi, tiểu khả ái bỏ phiếu, tiểu khả ái khen. Thưởng, làm cho tôi cảm giác rốt cục không phải một mình, cảm ơn các cậu, moa moa. Ba cái cuối đầu là cho các bé đáng yêu sắp đặt mua ủng hộ, cảm ơn sự tin tưởng và yêu thích đối với bài viết này. Đây là sự khẳng định và ủng hộ lớn nhất đối với việc tôi ngồi trước máy tính 7-8 giờ mỗi ngày. Rất thấp thỏm lập tức liền muốn chứng kiến 3 tháng nỗ lực hiệu quả, đặt trước liên quan đến sau này quyển sách đề cử cùng dài ngắn, thành tích tốt nhất định sẽ viết dài hơn một chút, cho nên cầu đặt mua. Nói xong về sau thêm điều kiện, cũng là động lực đốc thúc mình cố gắng viết chữ. Một, mỗi tháng đệ nhất phan quán quân tăng thêm một chương. Còn nợ 7.774, hai, mỗi tháng phiếu thứ nhất vương nếu như không phải ta chính mình, vạn càng một ngày, mỗi tháng. Ba, 50 vé tháng tăng thêm một chương. 4. Đơn đã đọc đấu thưởng 10.000 tệ quán quân cộng thêm một chương, có thể chồng lên. 5. Tổng cộng 15.000 tệ tăng thêm một chương. 6. Phiếu đề cử mỗi mãn một vạn thêm càng một chương. 7. Bạch Ngân Minh chủ thêm 20 càng. Dù sao thì tôi cũng không có. 8. Hoàng Kim Minh chủ thêm 200 càng. Tôi sẽ tạo một fly cộng 1.000 cũng không quan trọng, chính nghĩ lại cuối cùng, quyển sách đảo V, không có xem tiểu khả ái tranh thủ thời gian đem miễn phí xem, cái khác thích văn này tiểu khả ái, hơn nữa trong tay dư giả có thể đem phí trước đặt mua một lần, về sau giống như có thể cầm ta cái gì đại thần quan. Chương 001 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tỉnh nữ kỳ su, chờ ta ở góc thành Đây chính là nguồn gốc tên tỉnh su Dưới sự quản lý thiết huyết của trấn phủ, một nhà tỉnh Xu mới sống tạm đến tận thế năm thứ 9, nhưng lúc này đã chết đói khắp nơi, một miếng ăn cực kỳ trân quý. Lúc này tỉnh Xu ngoài ý muốn kích hoạt ma phương đạt được một không gian tùy thân có thể trồng trọt, rốt cuộc để cho cha mẹ trải qua cuộc sống có thể ăn cơm no. Nhưng ai ngờ ở tận thế cẩn thận lâu như vậy lại thua dưới cống ngầm của thân nhân. Tỉnh Xu hối hận, nàng không nên để cho cha mẹ tiếp tế gì Út, mẫu thân luôn ấy nấy. Cả nhà cậu cả con chết thảm a. À. Hiện giờ chỉ còn lại có dì Út con, chúng ta liền lặng lẽ cho dì con một chút đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới sau đó dì Út lại mang theo cả nhà tới cửa. "Chị, em biết ngay các chị đã tìm được kho lương thực bí mật của vương thông tư, nếu không các chị lấy đâu ra những thứ này?" "Chị dẫn chúng em đi một chút, cũng miễn cho chị đưa đến chỗ em ít như vậy cũng không đủ a, à. chị yên tâm về sau chỉ hai nhà chúng em biết bí mật này." Mẹ tính nhất thời ngay người lại tức giận điều này làm cho bà giải thích như thế nào? Giúp ngươi là nể tình thân nhân cuối cùng, có thể nào là theo lý thường phải làm? Tỉnh Xu tức giận trực tiếp đem người đánh ra ngoài, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó bạn tốt chí giao của phụ thân là tôn thúc mang theo vợ con tới. Khi anh quỳ xuống cầm 10 vạn đồng nợ cha 13 năm ra dơ cao run rẩy, khóc nói nể tình trước kia con giúp cha kéo chúng con một phen đi. Hắn đối với phụ thân có ân, phụ thân không thể không tiếp đãi một nhà ba người cùng ngày hai người thắp nến nói chuyện ban đêm tiền này nếu sớm mười năm còn có thể dùng tới hiện tại ở tận thế này tác dụng duy nhất chính là châm lửa hơn nữa ân tình năm đó nợ chúng ta số tiền này cũng có thể trả xong Tỉnh xu cười lạnh đốt một đạp tiền mặt ném vào trong bếp lò nợ nhân tình không dễ trả a à, phụ thân nói xong liền nhớ tới tâm sự hỏng bét của dì nhỏ mấy ngày nay thở dài thế đạo này. Đều là bị lương thực ép buộc a. À. Ai ngờ đêm thứ hai, chú Tôn lại cùng dì nhỏ trong ứng ngoài hợp dết vào, trong lúc hỗn loạn tỉnh su phản kháng quá mức mãnh liệt trực tiếp bị nất trắm, bất quá trước khi chết cũng kéo mấy cái đệm lưng. A, à, ngày mai các ngươi cứ chờ phán quyết của trấn phủ đi, ai cũng đừng nghĩ chạy được. Tỉnh su trước khi mất đi ý thức mơ hồ nghĩ. Đáng tiếc ma phương không gian không thể giả bộ. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm giác trong cổ họng nóng rát, muốn phun ra lửa, tỉnh su dùng sức ho khang vài tiếng bỗng nhiên bừng tỉnh, mãnh liệt ngồi dậy kinh nghi bất định đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc. Một mặt tường tủ sách cùng bàn máy tính cùng với giường mềm lớn quen thuộc. Đây không phải là bộ dáng phòng ngủ của mình khi tận thế còn chưa tới sao. Tim tỉnh su đập thình thịch điên cuồng, có chút trung rẩy ở trên giường sờ điện thoại di động, lấy ra nhìn ngày 1 tháng 11 năm 2022, thứ ba, 10 giờ 39 phút. Hai tháng trước tận thế. Nàng trở lại 10 năm trước. Thời thiếu nữ 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Tỉnh su gắt gao nắm chặt chăn, đốt ngón tay trắng bệt, nàng hiểu được đó không phải là mộng, 10 năm phí thời gian sinh hoạt, đói khát, hoảng sợ là như vậy rõ ràng khắc ở trong xương cốt, nàng vô số lần đem chính mình bóp đến phím tử, hy vọng đó là một hồi ác mộng, đáng tiếc đều không có tỉnh lại. Như là nhớ tới cái gì, tỉnh Xu xuống giường ào kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời nhu hòa trong nháy mắt chiếu vào, tỉnh Xu cảm thụ ánh mặt trời 10 năm chưa từng thấy qua, trong đầu giống như là chiếu phim hiện lên đầu phim mấy năm nay, lại nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn trước khi chết. Tỉnh Xu nắm tay, kiếp này nàng nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Nàng vui, rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời, nàng hận, nàng giận chính mình không tranh, trong nháy mắt hỉ nộ ái ố tỉnh xu nếm thử một lần, đầu chỉ còn trống rỗng. Mấy phút sau, đói khát quen thuộc làm cho tỉnh xu tỉnh táo lại, nguyên lai là ngủ quên đói bụng, tỉnh xu chạy đến phòng bếp, phát hiện trong nồi ấm một chén sữa bò, trứng gà, ngô cùng bánh bao. Tỉnh xu bắt đầu cầm bánh bao ăn như hổ đói, bưng sữa lên ung ụt uống hết, lại cầm lấy ngô cắn một miếng. Mùi vị gân đạo thơm mềm trong nháy mắt bộc phát trong khoang miệng, giờ khắc này, Tỉnh Xu cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới chính là có thể ăn được ngũ cốc hoa màu. Tuy rằng nàng ở tận thế năm thứ 9 có một cái có thể trồng trọt tùy thân không gian, đáng tiếc khi đó rất nhiều chủng loại đều diệt tuyệt, có thể tìm được hạt giống càng ít, có thể trồng ra đồ vật đến ăn no sống sót, đều thành tuyệt đại đa số người hy vọng xa vời. Tỉnh Xu cẩn thận bóc trứng gà, trước tiên cắn một ít lòng trắng trứng, cho vào miệng mùi thơm ngát, sau đó rắc muối đều lên lòng đỏ trứng toàn bộ bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt dư vị vô cùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ cần phương thức nấu nướng đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn cao cấp như trứng gà bất kể là trứng chiên trứng chiên trứng chiên trứng chiên hay là trứng luộc trứng kho trứng luộc trà không cần bọc trứng cũng có thể tham khóc tiểu hài tự sát vách những người trẻ tuổi chưa từng trải qua nạn đói vĩnh viễn không hiểu tại sao người già lại nhặt những hạt gạo rơi xuống đất và không ngại bẩn mà ăn vì sau này có thể ăn no ăn ngon tỉnh su tự hỏi không gian ma phương của nàng. Khối Rubik bậc 3 là đồ chơi Rubik được tạo thành từ ba khối lập phương nhỏ, khi chơi làm cho sáu mặt màu sắc hỗn tạp, trải qua chuyển đổi, để khôi phục nguyên trạng. Lúc tỉnh su 16 tuổi lấy 6,8 giây đạt được ô thành nhanh nhất khôi phục nguyên trạng học sinh trung học, liền cảm thấy không có ý nghĩa. Năm 18 tuổi, cha tỉnh An đã tặng lễ trưởng thành Rubik's Revenger, khối Rubik bậc 4, có cấu trúc hình khối 444, trong tiếng Anh có nghĩa là trả thù. Sau khi bắt đầu vài ngày không thành công, Tĩnh Xu sẽ không chạm qua nữa, Mạc Thế nhàm chán lại bắt đầu chơi, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng càng ngày càng nhanh, bất quá thẳng đến năm thứ 9 mới kích hoạt, Tĩnh Xu sau đó cũng nghĩ thật lâu điều kiện kích hoạt. Hẳn là tốc độ đi, chỉ có một lần kia dùng không đến 30 giây, mới kích hoạt không gian ma phương. Tĩnh Xu về tới phòng ngủ của mình, từ một đống tạp chủng trong rương tìm được ma phương cấp 4, không gian tùy thân có thể trọng trọc kia. Tỉnh su hoạt động một chút, lấy ra máy tính giờ, hít sâu một hơi, sau khi đinh một tiếng bắt đầu xoay chuyển khối ru biết, theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, khối ru biết tạp sắc trong tay tỉnh su bắt đầu từ điểm trung tâm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên chỉnh tề, tiếp theo chính là từng mặt sắc thái chỉnh tề, khi cái xoay tròn cuối cùng thẳng hàng, tỉnh su ba một tiếng ấn xuống đồng hồ. 002859. Thành công rồi. Kẹo bông gòn thích ăn nhắc nhở bạn. Xem xong cầu sưu tầm, sau đó xem lại thuận tiện hơn. Chương không Không giống nhau khối Rubik không gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đầu tỉnh xu cũng quanh một cái, tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự. Đúng vậy, muốn kích hoạt không gian tùy thân này không cần nhỏ máu không cần chú ngữ, chỉ cần trong thời gian quy định đem ma phương quấy rầy khôi phục nó sẽ ở trong thế giới tinh thần của ngươi mọc để nhận ngươi làm chủ. Ai có thể đủ lớn để nghĩ rằng một khối ru biết đồ chơi là một không gian? Không gian nhà người khác hoặc là nhẫn, hoặc là vòng tay dây chuyền, kỳ lạ hơn nữa chính là trong đầu dị năng trực tiếp có một không gian. Lại nói tỉnh xu điều kiện kích hoạt không gian ma phương này còn hà khắc như vậy, nếu như không phải sống lại căn bản không có khả năng biết đồ chơi như vậy. Dù sao, Số phận cuối cùng cũng thay đổi vào thời điểm này. Lần thứ hai thanh tỉnh là bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, điện thoại kia giống như là bùa đòi mạng vẫn vang không ngừng, Tỉnh Xu lắc lư từ trên mặt đất đứng lên, sau khi buông ma phương cấp 4 biến thành ma phương cấp 5, mới cầm lấy điện thoại di động thấy được người gọi đến. Chu Chính Khí. Suy nghĩ của Tỉnh Xu cũng bị kéo xa, chuyện 10 năm trước từng chút rõ ràng, ấn nút nghe. Này. Tại sao không nghe điện thoại? nói cho cô một tin tức tốt. Tôi tìm tin mộng giải trí, nâng đỡ cô. Mở rộng, tiếp thị đoàn đội, nhân thiết, đóng gói bọn họ toàn bộ bao một con rồng. Tuy rằng giá cả có chút đắt, nhưng hiện tại mấy người nổi tiếng nhất đều là bọn họ đẩy ra. Tiểu tỷ tỷ, cô rốt cục muốn nổi tiếng rồi. Đầu bên kia điện thoại chu chính khí tự hồ hưng phấn không thôi. Ký ức của tỉnh Su rốt cục bị khơi gợi, giấc mộng khi còn bé của cô là làm minh tinh, sau đó thi vào ba trường nghệ thuật ô thành vào đại học mới hiểu được làm diễn viên minh tinh gì đó không phải dễ dàng như vậy hoặc là dựa vào cha ruột hoặc là dựa vào cha nuôi hoặc là có một linh hồn thú vị bởi vì túi da đẹp mắt nghìn bài một điệu linh hồn thú vị vạn dặm chọn một Ngoài trừ bộ dạng đẹp trai một chút tỉnh xu cái gì cũng không có quyết định hạ thấp tiêu chuẩn sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà truyền hình trực tiếp muốn làm một nữ phát thanh viên nổi tiếng đáng tiếc căn bản không ai xem này không, liền nhờ con trai của đồng nghiệp cha, Chu Chính Khí tìm cho một đội ngũ tiếp thị, lúc đầu thông qua Phan Cương Thi, quét màn đạn với số lượng lớn, quét khen thưởng, quét nhân khí. Tóm lại, chính là giả vờ cô là nữ phát thanh viên rất nổi tiếng, hấp dẫn người khác chú ý cô, khen thưởng cô. Điện tử hợp đồng ta đã cho ngươi phát đi, ngươi đến in ấn cửa hàng đánh ra tới, sau đó ký tên ấn dấu tay, trước giao 30 vạn tiền đặt cọc. Này này, tỉnh xu, Ngươi lên tiếng A. Tỉnh Xu nheo mắt lại nhớ lại, kiếp trước lúc này hắn nhận được điện thoại của Chu Chính Khí rất vui vẻ, cha mẹ rất ủng hộ nàng, sau đó cầm tiền trong nhà bán xe bán cửa hàng chấp vá lung tung đi làm nổi tiếng trên mạng, đang bán người thiết lập, lăng xê tiếp thị, phòng truyền hình trực tiếp mỗi ngày mấy chục vạn thủy quân mang tiết tấu quả thật nổi tiếng một phen. Đáng tiếc vừa nhận được quảng cáo liền tiến vào tận thế, tóm lại đó chính là suy A. Đời này, tỉnh xu không muốn làm nữ phát thanh viên nổi tiếng của ngôi sao. Chu chính khí, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, ta đột nhiên không muốn làm nổi tiếng trên mạng, phụ thân cùng với thúc thúc bên kia ta sẽ đi nói. Tỉnh xu bình thản nói. Chu chính khí rõ ràng nóng nảy. Như thế nào đột nhiên không muốn làm võng hồng, đây chính là ngươi cả đời mộng tưởng A. À? Tĩnh Tỉnh xu đột nhiên nhớ tới, kiếp trước chu chính khí ra sức như vậy, là bởi vì trọng khấu trường 5 vạn đồng. Hơn nữa sau đó tỉnh ba vì cảm kích hắn lại phong mấy vạn tiền lì xì, làm người ta trái tim băng giá chính là, rõ ràng giá bình thường không cần nhiều như vậy, không nghĩ tới tiền chu chính khí, đi quan hệ, ngược lại đắt một nửa, đây rõ ràng là lấy người quen khai tể, chuyên lừa người. Ta chính là không muốn làm. Trong lòng nghĩ đến chuyện không gian, tỉnh su thảo thảo sau khi cúp điện thoại liền nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm không gian ma phương toàn bộ thế giới biến đổi, quả nhiên tinh thần thể đi tới không gian ma phương của nàng. Chung quanh tối đen, chỉ có một khối rubik thật lớn phát ra quang mang trắng sáng, mỗi một khối đều có viện độc lập của nó, tĩnh su có thể thấu thị, kéo gần không gian rubik nhìn xuống. Đầu tiên trong ma phương không gian ngoại trừ con người, sinh vật trí tuệ, ra, đều có thể thông qua đụng chạm thu vào, bao gồm cả tỉnh su cũng không vào được, hoàn toàn dựa vào tinh thần ý thức, cũng may khống chế không gian ma phương là tuyệt đối. Thứ hai, không gian Rubik ban đầu chỉ có 64 mét khối, nhưng nó có thể không ngừng nâng cấp mở rộng không gian. Trong đó một mét khối linh tuyền làm trung khu không gian ma phương không thể di động, nó ở giữa cùng ụt lỗ không ngừng nổi bọt, tưới cho 6 khối ruộng màu đen. Linh tuyền mỗi ngày có thể sản xuất 20 giọt, kém không nhiều lắm một gam, nếu trong thời gian đó 6 mảnh ruộng không trồng cây nông nghiệp, thì có thể sản xuất nhiều hơn 6 giọt, linh tuyền rất quý giá, sản lượng thưa thất. Mà phương không gian 1 mét khối linh tuyền cỡ 6 mét khối ruộng đất 57 mét khối. Bạn cũng có thể hiểu là một suối linh tuyền, 6 đất, 6 mặt đất đều có thể trồng trọt, thực vật cắm rễ trên đất, sinh trưởng trong không gian, 57 không gian có thể tùy ý ghép lại, rồi tổ hợp thành không gian lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy cây trồng không bị ảnh hưởng bởi không gian, chỉ cần rễ ở trong ruộng, cây cao bao nhiêu cũng có thể phát triển. Cuối cùng tỷ lệ thời gian của không gian cánh đồng cũng giống như thế giới bên ngoài, linh tuyền tác dụng là tăng tốc thời gian sinh trưởng gấp hai lần mỗi giọt và tăng sản lượng. Không thả vật sống chỉ thả rau dưa lương thực, thời gian không gian độc lập chính là tỉnh chỉ, nếu thả vật sống không gian thời gian liền biến thành bình thường. Cho nên không chỉ có thể làm không gian lưu trữ vĩnh viễn, còn có thể nuôi dưỡng động vật, 57 không gian nhỏ độc lập lại có thể tổ hợp tùy bạn sắp xếp, chơi khối lập phương Nga cũng được ở tận thế không có ánh mặt trời không trồng được, phải dựa vào không gian ma phương này. Chương 003. Nên bán đều bán sạch. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ta ở tận thế trồng một cánh đồng từ trong không gian đi ra, Tỉnh Xu đánh giá ma phương cấp 5 đã biến thành trong tay, nó là chìa khóa tiến hóa không gian, mặc kệ nó ở bao xa chỉ cần Tỉnh Xu muốn, tùy thời đều có thể triệu nó trở về không gian ma phương mà không gian ma phương chân chính thì ở thế giới tinh thần của tỉnh Xu, người khác nhìn không tới cũng sợ không tới. Hiện tại không gian ma phương là 64 mét khối, muốn thăng cấp thành không gian ma phương 5 năm 125 mét khối, trước hết phải học được chơi ma phương cấp 5. Cho nên hệ thống công thức rất trọng yếu, lập tức liền đem tất cả công thức đều tải xuống lưu trữ, luyện tập ma phương thăng cấp không gian có thể buổi tối đến, mà hiện tại quan trọng nhất là trữ vật tư, vì hai tháng sau tận thế làm chuẩn bị. Bây giờ là hai giờ trưa, cha mẹ đều đi làm buổi chiều khuya mới về nhà, thừa dịp trong khoảng thời gian này tỉnh Xu phải viết một kế hoạch chi tiết mới được. Nhưng Gu đói bụng rồi. Được rồi. Tỉnh Xu đi vào phòng bếp sáng tay áo bắt đầu vo gạo, cắt lạp xưởng, rửa rau xanh, lại bôi dầu dưới đáy nồi đất. Đợi nấu xong tỉnh Xu tắt lửa, đánh hai quả trứng gà đi vào tiếp tục hầm 5 phút lại xốc nắp lên dưới nước gia vị, mùi gạo trộn lẫn với vị khô đã hoàn toàn hòa tan vào trong cơm hầm, còn có hai quả trứng mặt trời kia phát ra màu sắc mê người. Sâu trong tận thế quả nhiên không ngon bằng cơm. Một ngụm vị khô liền một ngụm cơm phải chậm rãi nhai nuốt, ở hàm răng cùng đầu lưỡi chuyển đổi qua lại, để cho vị giác đạt được thỏa mãn lớn nhất, cuối cùng thức ăn lưu hương nuốt vào bụng, cảm giác hạnh phúc của tỉnh su bay lên. So sánh với các loại côn trùng mạc thế ăn, thi thể hữu thực quả thực không bằng heo chó. Nghiêm túc cẩn thận đem miếng nồi cuối cùng trong nồi đẩy vào trong miệng, liếm sạch nước canh lá rau, tỉnh su ở một cái cấp tốc rửa nồi sạch sẽ sau đó mở điện thoại di động ra, ở trên sổ ghi chép bắt đầu liệt kê ra danh sách kế hoạch gần nhất, có kế hoạch hai tháng này mới có thể ổn mà không loạn thu thập vật tư làm chuẩn bị. Đồng thời, đem giáo trình cùng phương pháp của ma phương giai năm. 17 đều đao loạt vào trong điện thoại di động bảo tồn tốt vì phòng ngừa vạn nhất còn in ra bảo tồn vào trong không gian, làm đủ chuẩn bị. Buổi chiều, tỉnh Xu sau khi liệt kê xong danh sách trăm vạn phát hiện một vấn đề lớn. Không có tiền. Cho vay tiền lãi cao coi như xong, sau tận thế thiết huyết trấn phủ vẫn còn, dám vay tiền không trả liền móc ngươi, làm ngươi oa oa kêu có tin hay không. Tỉnh Xu xoát xoát ở điện thoại di động viết lấy tiền một chút. Một bán tem và tiền giấy sưu tập của mẹ. 2. Bán căn nhà ở trung tâm thành phố, hơn 86 mét vuông sau tận thế vào năm thứ hai, cả nhà đã dọn đi, bởi vì lũ lụt đã nhấn chìm một nửa thành phố, nói chính xác là 30% đất liền trên thế giới đều bị ngập. 3. Bán vượng điếm Kiếp trước còn bán 60 vạn học phí cho tỉnh Xu. 4. Bán xe của cha mẹ, bởi vì sau tận thế quản chế dầu đá không mở cửa cho người dân, mua một chiếc xe năng lượng rẻ tiền còn có thể dùng lâu một chút năm tìm chú cháu đòi lại một trăm ngàn đã nợ cha. Đúng rồi, năm ngoái còn mua một căn biệt thự giá rẻ ở vùng ngoại ô, viết tên tỉnh Xu, nói là của hồi môn. Biệt thự tổng cộng có hai tầng, mỗi tầng 168 mét vuông, tầng trên cùng có bàn phơi nắng lớn, bởi vì trong nhà chính là sửa sang lại, ba tỉnh sau khi giao nhà liền sửa sang lại, còn đào một tầng hầm ngầm, hoàn toàn tiêu hết tiền. Biệt thự cũng không thể bán, vị trí địa lý vô cùng tốt, kiếp trước trung tâm thành phố trực tiếp bị buông tha, trấn phủ ở vùng ngoại ô bắt đầu thành lập khu mới, tại trật tự quốc gia hoàn hảo mạc thế hạ, biệt thự biến thành hàng đắt tiền. Tạm thời nhiều như vậy đi, nghĩ đến lại viết, trước lấy được một khoản tài chính thu đồ, sau đó mới bắt đầu kế hoạch sau đó. Tỉnh Xu hiếp mắt tự hỏi, quy chát của chu chính khí không ngừng vang lên, gửi tới rất nhiều khích lệ tỉnh Xu nổi tiếng trên mạng, dùng lời mở rộng để nói. Đúng rồi, ta có thể lừa ba mẹ ta nói muốn đi làm võng hồng a à, tiền không phải tới rồi sao Tỉnh xu vỗ mạnh một cái đùi nếu như còn giống kiếp trước như vậy tiền không phải rất nhanh liền giải quyết bằng không thật đúng là không có lý do gì đi thuyết phục cha mẹ bán vượng điếm bán xe bán nhà chẳng lẽ trong hai tháng nữa trái đất sẽ mất đi ánh sáng mặt trời và bị bao phủ trong bóng tối mỗi ngày nhưng mà cái này cũng không phải đáng sợ bởi vì qua hơn một tháng sau hoa hạ sẽ công bố có hành tinh va chạm thượng tầng khí quyển cùng xa xa mảnh vỡ đem có thể nhanh chóng vần quanh địa cầu che khuất ánh mặt trời, để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí Hoa Hạ Quốc còn có thể phát ra phong phú trợ cấp. Đáng tiếc, bọn họ chỉ phỏng đoán một tháng không có ánh mặt trời, thật không ngờ 10 năm sau ánh mặt trời đều bị che khuất. Đáng sợ hơn là thảm họa tiếp theo, nhiệt độ trái đất bị che khuất bởi ánh mặt trời vốn nên giảm xuống điên cuồng, nhưng trên thực tế một năm này thật sự là nhiệt độ toàn cầu điên cuồng tăng lên bước vào nhiệt độ cực cao bóng tối và thiếu nước kéo dài một năm thảm họa do nhiệt độ cao mang lại là rất lớn không thu hoạch được hạt lương thực trực quan nhất là nhiệt độ đại dương cá nước ngọt chết nóng khu vực nhiệt đới biến thành sa mạc mực nước biển dâng cao các quốc gia đảo bị nhấn chìm và biến mất gây ra làn sóng tị nạn và ngay sau đó năm thứ hai bắt đầu có mưa bão lũ cuối cùng tai hại mất đi ánh mặt trời mới bắt đầu hiện ra bắt đầu điên cuồng hạ nhiệt độ tiến vào mô hình cực lạnh toàn cầu. Chương 004 Mua hạt giống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhà cửa, xe cộ, những thứ này trước mặt sinh mệnh đều sẽ trở nên vô giá trị. Tỉnh Xu lắc đầu, hy vọng quỹ tích lịch sử thay đổi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này không còn tận thế nữa, nhưng chuẩn bị nên làm vẫn phải làm. Cho nên tỉnh Xu càng không có khả năng ngã bài với cha mẹ, không gian, sống lại, tận thế hết thảy không thể nói. Tỉnh Xu chế định xong kế hoạch nhanh chóng tìm một lý do để chu chính khí an tĩnh. Để cho ta bình tĩnh thêm một tháng, nếu như vẫn thích làm người nổi tiếng trên mạng, ta tìm ngươi được không? Dù sao một trăm vạn không phải là một con số nhỏ. Chu chính khí vẫn oanh tạc quy chát mới yên tĩnh lại, cũng không dám ép tỉnh Xu thật chặt. Tỉnh Xu thay quần áo, đeo túi trên lưng, đẩy xe kéo mua sắm, ở nhà tìm ra tiền riêng của ba tỉnh ba nghìn sáu trăm tệ tốt xấu gì cũng để lại một trăm tệ cùng với sáu nghìn không trăm năm mươi chín tệ trong tiền lẻ uy chát mượn sáu nghìn tệ rồi ra ngoài nhà tỉnh xu là mẫu thân quản tiền tỉnh ba là người thành thật cả đời đều cống hiến cho ba người phụ nữ hắn yêu nhất mẹ hắn vợ hắn con gái hắn đi tới cửa hàng in ấn trước cửa tiểu khu tỉnh xu dùng điện thoại di động sửa lại hợp đồng điện tử ba nơi tiền đặt cọc đổi thành 800 ngàn, toàn bộ tiền đổi thành 1,5 triệu, tên công ty cũng đổi, in ra chữ ký ấn dấu tay, buổi tối về nhà là có thể cùng cha mẹ thương lượng đòi tiền. Tỉnh Xu hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi chợ bán sĩ nông sản lớn nhất ô thành mua hạt giống, thuận tiện mua gia vị. Cái gọi là có lương thực không hoảng hốt, cho dù ngày mai chính là tận thế nàng cũng có thể sống sót rất tốt. Đặc điểm lớn nhất của chợ bán sĩ này là Không bán lẻ đều là một thùng, một kiện hàng số lượng lớn, rất phù hợp nhu cầu hiện tại của tỉnh Xu. Đánh mất 20 phút đến nơi, nhìn tiếng người ồn ào, lá rau đầy đất, xe tải lớn không ngừng ra vào chợ bán sĩ kéo hàng không khỏi cảm thán. Ai có thể ngờ được nửa năm sau một củ cải trắng cũng có thể bán được hơn 1.000 tệ chứ. Thị trường bán buôn rất lớn, chia làm các khu vực lớn như rau, dưa và trái cây, thực phẩm phụ trái cây khô, bảo quản đông lạnh, hải sản thủy sản khu rau dưa của tỉnh Xu, hai hàng quầy hàng ở giữa chính là một thùng rau dưa tươi mới, có một số đã bán hơn phân nửa, có một số bán hết đã rút lui, liếc mắt nhìn lại, nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên là cửa hàng bán sĩ hạt giống nông phụ gia vị, tỉnh Xu liên tiếp ghé thăm hơn 10 cửa hàng, mới mua một ít rau dưa, hoa quả, bông, dược liệu, đường, lúa nước, lúa mì, đậu, dầu các loại hạt giống, mặc kệ về sau có thể dùng tới hay không. Trong lòng tỉnh Xu nghĩ ít nhất phải giữ lại chút trễ cho hoa hạ, nếu có một ngày có ánh mặt trời có thể trồng trọt, cũng tốt hơn là những thứ này đều tuyệt chủng. Ánh mắt mỗi chủ tiệm nhìn tỉnh Xu tựa như nhìn kẻ ngốc, bởi vì chỉ riêng chủng loại ngô đã có hơn một trăm, đừng nói đủ loại rau dưa trái cây. Là như vậy, ta là quốc gia nông nghiệp môi trường bảo vệ sinh thái kiểm tra cục, đây là của ta công tác thẻ, bài đu chính mình pê, cần đại lượng hạt giống mẫu vật nếu còn có khác hạt giống kính xin bán cho ta một chút. Bình thường lúc này tên phải dài, người khác mới có thể không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là cái nào đến tột cùng làm cái gì, lại cùng cục 20 treo lên quan hệ, liền có vẻ như đang kiểm tra sản phẩm trong cửa hàng của hắn có đạt tiêu chuẩn hay không. Lúc này chủ tiệm sẽ thay đổi khuôn mặt tươi cười bắt đầu giới thiệu cho bạn, tỉnh su tỉ mỹ dáng nhãn và hạng mục công việc cần chú ý cho mỗi bao hạt giống, cuối cùng lúc tính tiền còn có thể tặng chút đồ khác. Tỉ như lão bản bồi dưỡng tốt củ khoai lang củ từ, củ khoai tây mô phỏng cũng không đáng tiền, vì cống hiến cho quốc gia lão bản mỗi cái đều cho một chút, tỉnh su cảm tạ bỏ vào trong xe đẩy nhỏ. Vui mừng chính là còn có nấm bao bán, nấm kim châm, nấm đầu khỉ nấm hương các loại cầm về không cần tưới nước, hơn 10 ngày là có thể mọc ra, ra khoảng 3 lần nấm, bất quá chỉ cần cầm về tỉnh su liền có biện pháp để cho chúng nó vẫn sinh trưởng. Nấm có thể nói là một trong số ít rau dưa sinh trưởng ở tận thế, tận thế cứu không biết có bao nhiêu người, tỉnh Xu tuy rằng ăn nấm bình ăn ói, nhưng không trở ngại ăn nấm khác. Tỉnh Xu mỗi loại gọi hai bao, viết địa chỉ chờ một lát trung tâm phân phối trực tiếp đưa đến nhà. Mua hạt giống xong tiếp tục đi vào bên trong. Hạt giống tuy rằng đều là một khối hai khối, nhưng không chịu nổi chủng loại nhiều, tổng cộng tốn tỉnh Xu ba nguyên rất nhanh tỉnh Xu tìm được một cửa hàng bán sĩ gia vị rất lớn, vừa vào cửa chính là mười vài giấm chua lớn sắp xếp ra, cảnh tượng rất là đồ sộ. Chào ông chủ, xin hỏi giao hàng miễn phí sao? Tỉnh Xu đánh giá nữ bác gái không khéo đang tính sổ. Hai ngàn đưa miễn phí, muốn cái gì cậu xem trước, không mặc cả. Bác gái cũng không ngẩng đầu lên nói, vừa vội vàng hô cho tiểu tử xếp hàng phía sau. Hàng của siêu thị hữu nghị mau đưa, lại tới thúc giục nhìn ra được nơi này tuy rằng hơi lệch một chút, nhưng làm ăn rất tốt, đều là khách hàng cũ nhập hàng. Tỉnh Xu đi vào bắt đầu nhìn giá cả, không thể không cảm thán chính là chợ bán sĩ bán sĩ thật sự quá rẻ. Nhưng bán sĩ ở đây đều là năm thùng, 100 cân, không bán lẻ. Ghen lão Trần Sơn Tây 270 tệ, 5 thùng Muối thấp 180 tệ, xì dầu 140 tệ, đường cát trắng 300 tệ tỉnh Xu cảm thấy chính nàng nhất định là nổi điên, như thế nào nhìn những gia vị này cũng có thể chảy ra nước miếng. Đặc biệt là dầu vừng xay nhỏ, ăn lẩu, ăn mì cho vào thật sự là thơm ngon. Có trời mới biết tận thế ngay cả lương thực cũng không có chứ đừng nói chi là lãng phí lương thực sản xuất phụ phẩm gia vị, về sau nếu muốn ăn sợ là muốn chính mình ủ, tận thế bên trong không có gia vị, ngoại trừ mỗi tuần có thể lĩnh được một chút chiến lược vật tư, muối những gia vị này ở tận thế thật sự là dùng một chút, ít một chút. Kiếp trước sau khi nhà tỉnh Xu năm thứ hai bị hồng thủy cuốn trôi, liền không còn nếm qua gia vị khác, hoặc là ăn cơm tập thể, hoặc là đào hữu thực. Hữu thực chính là giống loại mới trường kỳ hắc ám diễn biến, một loài sinh vật hư thối, vật nhỏ rậm rạp cùng một chỗ không ngừng sinh sôi nảy nở, rất dễ bắt, nước trắng nấu hữu thực, thêm chút vỏ cây thêm chút muối, có điều kiện lại rắc chút hành hoa, chính là một bữa cơm không tồi chương 005 Gia vị mua cùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hơn nửa dấm đường, muối các loại gia vị trên lý thuyết không quá hạn, quế bát giác không bị ẩm cũng không thành vấn đề, những thứ này có thể lưu trữ trong thời gian dài, có thể trữ nhiều một chút đặt ở tầng hầm ngầm của biệt thự, không chiếm dụng vị trí quý giá của không gian. Tỉnh Su Len lén lau nước miếng khóe miệng, sau đó nói với bác gái còn đang tính sổ. Ngoại trừ dấm chua, tất cả gia vị khác mỗi loại đến 10 thùng, 200 cân. Bác gái ngẩng đầu nhìn tỉnh xu. Tất cả gia vị. con xác định. Tỉnh xu gật gật đầu tiếp tục nói. Đúng, trần giấm chua cho ta 30 rương lớn. Quy cách của giấm là bình sách tay 5L, nước tương tiêu thụ dầu là bình xách tay 1L, còn lại là túi đóng gói 500 gram hoặc 250 gram. Bác gái tự hồ lại khôi phục bình tĩnh, nàng soạt soạt mở danh sách, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỉnh xu hỏi. Tương đậu, tương ớt, bột ớt đều bán rất tốt, lợi nhuận cũng khả quan, không đến một chút sao. Tỉnh xu suy nghĩ một chút, một tháng trước trữ nguyên liệu, một tháng sau gia công nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó nhất định sẽ ướp rất nhiều món ăn, tương ớt vẫn là dùng không gian trồng ra làm, về phần tương đậu cũng có thể làm, chính là làm không ra mùi vị của người ta. Vậy lại đến 10 thùng tương đậu. Tỉnh Xu không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, rước lấy ánh mắt kỳ quái của bác gái, khuê nữ này từ lúc vào cửa đã bắt đầu nuốt nước miếng, sợ là bị bệnh gì chứ. Bác gái xoát xoát tính sổ, tỉnh Xu dùng máy tính di động cũng bắt đầu xoát xoát tính sổ, cô không phải loại người chủ quán nói bao nhiêu tiền liền bấy nhiêu tiền. Tổng cộng 12.890 tệ. Tỉnh Xu tính toán trước, bác gái gật gật đầu, lại tính toán một lần không sai sau đó nói. Đơn đặt hàng một vạn sẽ đưa một thùng cà ri khối. Tỉnh Xu liền nhớ tới cà ri khối cơm gà, nước miếng lại muốn chảy xuống. Tỉnh Xu để lại địa chỉ, giao tiền xong, ông chủ mở vé, để lại số điện thoại cho nhau, ước định trước khi tan tầm giao hàng, tỉnh Xu vui vẻ rời khỏi cửa hàng này tiếp tục đi vào bên trong. Còn lại 1.630 tệ, quầy rau củ đã sớm trống không, cửa hàng gia vị cũng bắt đầu dọn dẹp, tỉnh Xu dứt khoát bổ sung thêm một ít, mua chút hạt tiêu đường đỏ, vương trí và sữa thối để cửa hàng gia vị cùng đưa. Trên người còn dư lại 30 nguyên cuối cùng, trời cũng tối, tỉnh Xu liền gọi về nhà. Hôm nay sau khi ba tỉnh tan tầm về nhà, lén lúc chuẩn bị lấy 500 tệ mua quà sinh nhật cho con trai nhà lão tôn, kết quả mở ra bên trong cũng chỉ còn lại có một tờ 100 tệ, trong lúc nhất thời vẽ mặt ba tỉnh biến ảo khó lường, một hồi hoảng sợ, một hồi thấp thỏm, một hồi lại không cam lòng, đại khái nhớ lại sợ hãi bị ma vương chi phối. Khi tỉnh xu về đến nhà, ba tỉnh vẽ mặt táo bón ngồi ở đầu giường than thở rối rắm có nên thẳng thắn với mẹ tỉnh hay không, mẹ tỉnh ở phòng bếp nấu cơm, con gấu con này vừa đến giờ cơm sẽ trở về. Ngửi mùi thơm, kỹ thuật nấu cơm của mẹ tỉnh vẫn nát như trước, nhìn khuôn mặt 10 năm trước coi như trẻ trung xinh đẹp, tỉnh xu nhất thời nghẹn hồng, không dám tưởng tượng 10 năm sau mẹ tỉnh già nua cùng đầu đầy tóc bạc, dinh dưỡng không đủ khô héo thu hồi tâm tình nhỏ nhen, càng làm cho tỉnh Xu kiên định quyết tâm bán nhà bán xe trữ vật tư, làm cho một nhà ba người không chỉ phải ăn no ở tận thế, còn phải sống những ngày tốt lành. Mới vừa ăn cơm tối xong, người đưa bánh bao nấm và gia vị liền cùng đến, dưới ánh mắt kỳ quái của cha mẹ, bảo người ta chuyển toàn bộ mấy chục cái rương lớn đến phòng ngủ của mình, tỉnh Xu lấy hợp đồng ra cho cha mẹ bánh bao xem, giải thích. Đội tiếp thị chu chính khí hỗ trợ tiền nói là đóng gói em làm mỹ thực nổi tiếng trên mạng, vừa truyền hình trực tiếp vừa bán mỹ thực, cho nên buổi chiều em đi bán sỉ gia vị trước. Chuyện không gian nếu không thể để cho cha mẹ biết, như vậy về sau không để cho bọn họ hoài nghi cũng chỉ có thể quang minh chính đại giải thích nguyên nhân trữ vật tư, Tỉnh Xu cảm thấy mình thật sự là thiên tài, nghĩ ra biện pháp một đá ba chim này. Vậy sao mua nhiều như vậy, có thể dùng hết sao, người cầm thì trong gia đình luôn kiểm soát vấn đề kinh tế mấy trăm bình dưa chua không được dùng hơn một ngàn cân dấm chua a tỉnh xu lôi kéo cha mẹ đem cái gì là bán người thiết lập lăng xê cố thủy quân bao nhiêu tiền nổi tiếng như thế nào nhận quảng cáo có bao nhiêu kiếm tiền chờ quá trình nói tỉ mỉ một lần không nên đánh giá thấp một số bậc cha mẹ sẽ hy sinh bao nhiêu cho con cái vì con cái học trường tốt có thể bán nhà vì tiền đồ của con cái vẫn có thể cần nhiều tiền như vậy vì tiền đồ của đứa nhỏ chúng ta đập nội bán sắt cũng phải đập nội năm đó con gái lựa chọn diễn xuất liền chuẩn bị sẵn sàng đập tiền, lão Lưu bên cạnh không phải cũng đầu tư mấy trăm vạn sao. Việc người dẫn chương trình đập tiền này rất nhanh đã được quyết định, trong nhà chỉ có một đứa con gái một, thật sự là đau đến tận xương tủy. Tỉnh Xu lại bổ sung một điểm. Phú Nhị Đại tự tay làm mỹ thực bán, người như thế muốn phát sóng trực tiếp ở biệt thự, còn phải sửa sang lại một số chỗ trong biệt thự một chút. Ba tỉnh sửa sang lại, vừa vặn có thể tiết kiệm chút tiền sửa sang lại được ngày mai mẹ sẽ tìm người cho con vật liệu nhân tạo cũng tính giá thành chờ tiền trả ra cứ giả vờ như con muốn ba tỉnh mặc kệ ba người phụ nữ trong cuộc đời ông làm gì cũng ủng hộ vô điều kiện đem cửa hàng kia bán đi lại đem xe của ta bán đi tỉnh ba không do dự cùng kiếp trước làm ra lựa chọn giống nhau tỉnh xu gà con mổ thóc gật đầu yên tâm ba tháng hồi vốn đến lúc đó mua cho các ngươi càng tốt. Xe của tôi cũng bán rồi, nhưng vẫn còn thiếu 60 vạn, mẹ tỉnh có chút trầu rỉ, hay là bán căn nhà này cho chúng ta ở biệt thự. Ở biệt thự đi làm phải hơn 30 km, như vậy sao được? Ba tỉnh phản đối, biệt thự chủ yếu quá xa xôi. Tỉnh Su ra chủ ý, hợp đồng nói trong vòng 3 ngày phải nộp trước 800.000 tiền đặt cọc, nếu không bán cửa hàng và xe của ba giao tiền đặt cọc trước, nếu không kịp thì hỏi gì cậu trước, các cô mượn chút khẩn cấp, còn có một tháng để gom góp. Trước tiên thông qua chuyện vay tiền để cho cha mẹ ý thức được sắc mặt của dì Út đi, kiếp này phải sớm giết chết kẻ thù này. Vì thế cứ quyết định như vậy, lập tức lên 58 đồng thành liền đăng ký tin tức, tương đối gấp giá cả cũng thấp, yêu cầu đều là toàn bộ tiền. Ba, ba xem, hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của con trai chú Tôn, ba có tặng quà không? Năm nay không tặng ba tỉnh buồn bực, tiền riêng cũng không có còn tặng cái gì. Ờ, ba xem, con trai chú Tôn mới có một chiếc Mercedes. Ben, còn nói. Cảm tạ quà sinh nhật cha tặng. Thật hào. Sau khi nói xong tỉnh Xu liền thấy sắc mặt ba tỉnh đen lên, biết tốt quá hóa dở, nhanh chóng tránh người, chú Tôn thiếu 10 vạn, nhanh chóng phun ra đi. Trở về phòng ngủ đóng cửa lại, tỉnh Xu trước tiên đem túi nắm thu vào trong không gian chiếm cứ một mét khối sau đó đem tất cả rương đều chuyển vào trong không gian ru biết, lợi dụng nhìn thấu kiểm tra một lần, một túi muối tinh dầu vừng chưa mở ra số lượng không sai ngày tháng tươi mới, sau khi xác nhận xong mới đặt trở về trong phòng ngủ, tuy rằng nhiều gia vị như vậy nghe qua rất nhiều, nhưng chồng lên cao cũng chỉ có ba hàng, không chiếm vị trí, tỉnh xu ở trong danh sách điện thoại di động. Đem đồ mua qua đánh dấu số lượng. Sửa sang lại vật tư trữ là lúc tỉnh xu vui vẻ nhất, giống như mỗi ngày đến tiền chương 006. Cùng một cái thế giới cùng một cái mẹ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiếp theo tỉnh Xu một bên vận động, một bên nhắm mắt lại đi vào trong không gian ma phương, lấy ra hạt giống cần làm tốt dưa muối dưa muối trước tận thế, bắt đầu trồng trong ruộng. Cánh đồng trong không gian lập phương không cần ươm giống, tưới nước, thụ phấn. Nhưng tỉnh Xu vẫn quyết định đến lúc đó ở trong ruộng nuôi ông mật, mật ông dưỡng nhang lại có thể làm mặt nạ dưỡng da, Tỉnh Xu suy nghĩ một phen liền làm tốt an bài. 12 mét vuông ớt đỏ, có linh tuyền gia trì, 5. 6 ngày thu một đợt, có thể liên tục thu hoạch. Cải thìa 6 mét vuông, 7. 8 ngày thu hoạch, bà nội tỉnh Xu chính là người giỏi làm các loại tương dưa muối. Cải trắng 6 mét vuông, 5. 6 ngày thu hoạch, cải trắng cây, cải trắng giòn thơm cải trắng chu V, V đều không chỉ có thời gian lưu trữ lâu không dễ thu hút sự chú ý trong thời kỳ cuối cùng. Củ cải trắng 3 mét vuông, 5 ngày thu hoạch, làm rau dưa muối ngâm củ cải trắng, có thể ăn 1-2 năm. Măng xuân 2 mét vuông, 5. 6 ngày thu hoạch, măng ngâm tiêu, măng ướp thật sự là số 1. Đậu tương 2 mét vuông, 7. 8 ngày thu hoạch, đậu chua thật sự là cộng sự tốt của mì ăn liền. 2 mét vuông tỏi, Sáu ngày thu hoạch, tỏi ngọt và tỏi ướp cho dù chỉ ăn một mình, tỉnh Xu cũng có thể ăn một đĩa, sản phẩm không gian, tất ra tinh phẩm, tỏi trong không gian không giống với những đồ đê tiện yêu Diễm bên ngoài, hơn nữa là phải bồi dưỡng tỏi, cũng không thể qua loa. Tỉnh Xu gieo hạt giống rất dày đặc, trải một tầng đất mỏng là được rồi, dù sao không gian ruộng đất cũng không tồn tại tình huống thiếu dinh dưỡng mặt trời không cân bằng. 58 đồng thành rất nhanh chóng, ba tỉnh đã nhận được vài cú điện thoại hẹn thời gian ngày mai mấy khách hàng cùng nhau xem phòng vì thế còn xin nghỉ nửa ngày tỉnh xu sẽ không tham gia náo nhiệt tuy rằng trên người không có tiền nhưng cũng không thể lãng phí thời gian chạy tới xin thẻ bảo hiểm y tế của cha mẹ ngày mai sẽ đến trung tâm bán sĩ dược phẩm mua thuốc ngay bên cạnh bệnh viện ung bướu ô thành không chỉ rẻ còn không hạn chế số lượng có thể là vì thuận tiện thỏa mãn nhu cầu khổng lồ của bệnh viện ung bướu kiếp trước tỉnh su mỗi nửa năm đều phải tới mang cho cô bảy gì tám rất nhiều thuốc. Thẻ bảo hiểm y tế đầu tận thế hạn chế mỗi ngày chỉ có thể quẹt 100 tệ, cũng không lâu sau trực tiếp không thể quẹt, đáng tiếc mấy vạn tệ trong thẻ bảo hiểm y tế của mẹ tỉnh dùng không hết, ba tỉnh cùng bà tỉnh còn đều có cao huyết áp, một loại thuốc sau tận thế càng khó cầu. Đáng tiếc, năm đầu tiên ông bà. Đời này không dẫm vào vết xe đổ. Tỉnh Xu còn hỏi tỉnh ba muốn bản thiết kế biệt thự lúc trước, chuẩn bị tự mình sửa chữa thiết kế, đến lúc đó người đến cải tạo mới không cào mù. Kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng, tỉnh Xu trở lại phòng ngủ mở laptop, đem Baidu từ điều, bản đồ, thực đơn, y dược tri thức hết thảy sao chép xuống, lại hạ một cái thư viện phần mềm. Để máy tính tải xuống, tỉnh Xu xem một lần giáo trình ma phương cấp 5, bắt đầu luyện tập ma phương cấp 5. Hai năm trước tận thế còn dễ nói có thể vượt qua ở biệt thự, mấy năm sau biệt thự cũng không an toàn chỉ có thể chạy ngược chạy xuôi theo đại bộ đội, không gian hiện tại vẫn quá nhỏ, tỉnh Xu phải mau chóng thăng cấp đến không gian ma phương, cô phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Âm âm âm. Tin tức buổi sáng hôm nay. Máy trộn sữa đậu nành phát ra tiếng nổ vang không có quy luật, tự như đạn pháo, xen lẫn nhịp điệu thái rau chỉnh tề, còn có tiếng lại nhại bất mãn của mẹ tỉnh, tiếng phản bác ủy khuất của ba tỉnh, tiếng phát sóng tin tức. Từng tiếng lọc vào tai. Cùng một thế giới cùng một người mẹ, sáng sớm không phát tiết chút cảm xúc, không đánh thức cả tòa nhà cũng không bình thường. Ngày đầu tiên ta sống lại lười biến A, tỉnh Xu xoay trái xoay phải, kiếp trước tận thế không tới, thanh âm bên ngoài có lớn hơn nửa nàng cũng vững vàng bức bách, thậm chí còn có thể ở trong giấc mộng trả lời tỉnh mụ ăn trứng chiên hay là trứng luộc. Sau tận thế tỉnh Xu trở thành suy nhược thần kinh, rất dễ dàng bừng tỉnh, sợ một giây sau động đất phát hồng thủy hoặc là bị thủy triều dân lên vây quanh. Cuối cùng tỉnh Xu mang vành mắt thâm quần rửa mặt xong, tỉnh ba tỉnh mẹ đã đi làm. Sữa đậu nành còn bốc hơi nóng, tỉnh Xu thêm đường quấy, một tay cuốn bánh trứng gà thêm lạp xưởng đã vào bụng, hai đũa giải quyết một chồng dưa chuột trộn, cầm lên củ khoai lang hấp cuối cùng, không lột vỏ một ngụm nuốt xuống, thịt khoai lang thơm ngọt cùng vỏ khoai lang dẻo dai ở trong miệng nhai lâu không nát, nuốt vào trong nháy mắt đạt được cảm giác thỏa mãn lớn nhất sữa đậu nành áp trục xuất hiện mùi thơm nồng đậm cùng vị ngọt nhàn nhạt từ đầu lưỡi đến cổ hồng nuốt xuống nóng hầm hập chảy xuống bụng cả người đều ấm áp thoải mái cực kỳ nếu không nói mẹ tỉnh một ngày ba bữa bữa sáng làm tốt nhất bởi vì bữa sáng đều là bán thành phẩm đun nóng nấu chính hàm lượng kỹ thuật cũng không có chờ tiền đến tỉnh xu nhất định phải đi trung tâm đông lạnh bán sĩ đủ ăn xong ra cửa tỉnh xu trực tiếp gọi đi mua thuốc tỉnh xu còn mang theo thẻ tín dụng chưa từng dùng qua hạn mức tiêu hao 40.000. Trung tâm bán sĩ dược phẩm cũng lớn hơn tiệm thuốc bình thường hai cái, vừa vào cửa đã có nhân viên bán hàng sách giỏ đi về phía bạn, cười giống như hoa. Xin chào, có cần gì không? Xác nhận qua ánh mắt, đây là nhìn thấy tiền cười. Xin chào, tôi tới mua thuốc cho ông bà nội ở nông thôn. Đây là giấy chứng nhận bệnh viện và ảnh chụp chứng minh thư của bọn họ, tổng cộng là 11 người. Tỉnh Xu quen thuộc lấy ra giấy chứng nhận, có vài loại thuốc không có giấy chứng nhận không cho mua. Nhân viên bán hàng cười càng đậm, cao huyết áp quốc gia có trợ cấp, lát nữa phải đăng ký một chút. Ta muốn một lần mua nhiều một chút, bằng không mang một lần thuốc quá phiền toái, ta soát thẻ bảo hiểm y tế, có thể không? Không thành vấn đề a, à, để thẻ bảo hiểm y tế ở đây, chúng tôi có chi nhánh luân phiên quẹt, chờ thanh toán xong sẽ gọi điện thoại tới lấy cho ngài nghiệp vụ đại tỷ thuần thuộc nói cũng đỡ cho tỉnh xu mỗi ngày đổi tiệm thuốc quẹt thẻ bảo hiểm y tế. Tỉnh xu đưa thuốc bà nội cần cho nhân viên bán hàng xem, kế tiếp cũng rất dễ dàng, phân lượng 11 người vốn đã rất nhiều, mỗi người lại mang theo thuốc 2 năm, đủ rồi. Thẻ bảo hiểm y tế còn lại hơn một vạn, tỉnh xu lại mua thuốc thông thường, thuốc giải nhiệt, cồn y tế, nước muối sinh lý, dầu gió mát, hoắc hương chính khí thủy. Vân Nam Bạch dược mạc thế cứu mạng đồ vật thì mua rất nhiều khi nghe thấy tỉnh Xu muốn một thùng dầu gió, ánh mắt nhân viên bán hàng có chút ý vị thâm trường, nghe nói rất nhiều người trẻ tuổi thích bôi dầu gió lên bộ vị riêng tư tìm kiếm kích thích. Để lại thẻ bảo hiểm y tế và mật mã, đăng ký tin tức láng giềng xa gần ở nông thôn, tỉnh Xu lại quẹt 200 tệ phí phân phối, cùng hàng hóa được đưa đến nhà. Tiễn thợ giao hàng đi, để hầm thuốc đặt ở trong phòng khách, tỉnh Xu đã nghĩ kỹ lý do mua nhiều thuốc như vậy, sau khi đánh dấu thuốc trong danh sách điện thoại di động nhìn thời gian một chút mới 11 giờ, tỉnh Xu Ngựa không dừng vó ra cửa đánh đi tới căn cứ chăn nuôi ô thành. Tỉnh Xu cần gấp nuôi một đám súc sinh, làm thịt sông khói sấy khô thật sự là thứ yếu, thật sự. Chủ yếu là vì kiểm tra pha loãng bao nhiêu linh tuyền đối với thân thể con người có thể đạt tới cường hóa tốt nhất, kiểm tra uống linh tuyền có thể gia tốc lão hóa tai hại này hay không. Kẹo bông gòn thích ăn nhắc nhở bạn. Xem xong cầu sưu tầm, sau đó xem lại thuận tiện hơn chương 007. Thẻ tín dụng soát bạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ruộng đất đồ ăn chính, Linh Tuyền sẽ không tự động cung ứng, nhưng thời gian dài không thu sẽ già và khô. Có phải ý nghĩa chỉ cần có Linh Tuyền đồ ăn sẽ không già và khô, Linh Tuyền đối với động vật, người sẽ có hiệu quả như thế nào? Cho nên tỉnh Xu sớm đi tới căn cứ chăn nuôi để cho gia súc thể tích bất đồng, tuổi thọ bất đồng làm thí nghiệm, đời này nàng không muốn yếu ớt không chịu nổi gió, quốc ức như vậy bị giết chết. Nàng muốn các phương diện trở nên cường đại, khiêm tốn làm người, cũng có thể tùy thời cao điệu làm việc. Vừa tới căn cứ nuôi dưỡng, một loạt tài xế xe tải nhỏ trước cửa liền xuống kéo việc làm ăn, vận chuyển gia súc, tỉnh su chọn một vị chị chu có tuổi lái xe 7 năm. Các loại gia súc trong cơ sở chăn nuôi tản mát ra mùi vị thật sự làm cho người ta chịu không nổi, tỉnh Xu hỏa tốc chọn 15 con gà mái, hai con gà trống, 6 con vịt cái, một con việc đực, năm con thỏ, 10 con chim cút quẹt thẻ tín dụng 2.500 tệ, tay chân chị Chu nhanh nhẹn từng đợt sách lồng sắt chuyển đến trên xe tải nhỏ. Tiếp theo mua bò cái 4.000 tệ, bò đực 3.500 tệ, một đực một cái hai con dê con, tổng cộng 1.700 tệ, một đực một cái, hai con lợn đen, tổng cộng 1.000 tệ, nghe nói thịt lợn đen ngon. Chu đại tỷ không chỉ hỗ trợ trưởng nhãn, hỗ trợ trả giá, còn bảo người bán mỗi loại đều đưa chút thức ăn gia súc, hộp thức ăn gia súc, mán ăn đồng bộ, khi hai người đem súc vật mua được đều nhét đầy xe tải thì đã 3 giờ chiều, may mắn heo đen, dê con đều nhỏ, không chiếm vị trí, gà vịt thỏ lại đều có lòng sắt, chính là gà vịt không ngừng kêu, không thể học tập heo đen tìm một chỗ thoải mái ngủ sao. Dọc theo đường đi lái hướng dẫn, tỉnh Xu bảo chị Chu đưa đến biệt thự, nơi này cũng rất lệch, cơ bản không nhìn thấy xe, quét chứng minh thư ở cửa tiểu khu lại chạy một hồi mới đến nơi, chị Chu còn hỗ trợ lấy gà vịt heo dê bò xuống, Tỉnh Xu quẹt thẻ tín dụng 350 tệ, làm lỡ bữa trưa của chị, bồi thường chị 50 tệ. Chị Chu để lại điện thoại cười cũng không ngậm miệng lại được, lúc gần đi còn đang suy nghĩ. Hiện tại ở biệt thự đều thích nuôi heo nuôi dê sao? Người thành phố thật biết chơi. Tỉnh Xu không dám dùng không gian trước cửa biệt thự, đây là tòa nhà đã xây xong từ năm 2018 cách đó không xa chính là tiểu khu có thể chứa được mấy vạn người, tuy nói hơn một nửa cũng không bán đi, bán đi cơ bản đều là tích nhà, nhưng bảo đảm không đủ có người ở thì sao? Có camera xung quanh không? Hoa hạ 1,4 ức nhân khẩu, phòng ở liền xây đủ 6 ức người ở. Mở cửa sân ra, tỉnh xuống một chuyến một chuyến đều mang vào thì đã mệt mỏi thở hổn hển, đóng cửa sân lại, lại kiểm tra chung quanh một chút, mới đem hai con bò nhỏ hai con dê nhỏ bỏ vào trong không gian ghép thành 4 mét khối. Chen chút một chút thì tạm chấp nhận đi, không gian còn phải làm cái khác. Lại đem hai con heo đen một mình ném vào không gian 1 mét khối, 17 con gà ném vào không gian 4 mét khối, 7 con vịt ném vào không gian 2 mét khối, 5 con thỏ ném vào không gian 1 mét khối, 10 con chim cúc cũng đơn độc chia ra 1 mét khối không gian, tỉnh su đem máng ăn, lồng sắt không khóa đều ném vào, còn ở trong biệt thự tìm nước đổ vào gà cũng không kêu, dê cũng an tĩnh, không gian giống như là có ma lực, mô phỏng ra nhiệt độ khí hậu thích hợp nhất của chúng. Tình huống sử dụng không gian tĩnh su trước mắt. Một linh tuyền 6 ruộng đất 13 gia súc, 4 tạp vật, còn có 40 mét khối không gian, dê bò, gà việt thỏ tùy thời còn có thể sử dụng không gian, bất quá làm xong thịt xong khói sấy khô các loại, tỉnh Xu sẽ lưu lại mấy loại. Linh tuyền dịch pha loãng phải trở về phối hợp, thức ăn gia súc còn có thể chống đỡ vài ngày, chờ rau dừa trong không gian lớn lên là có thể đút lá rau. Tỉnh Xu ở biệt thự dạo qua một vòng khảo sát thực địa một phen, đem kế hoạch cải tạo trong đầu lại xâm nhập một bước mới khóa kỹ cửa rời đi. Muốn tìm taxi, đợi 15 phút cũng không có, chỉ có thể tăng thêm 10 đồng tích tích đến một chiếc xe, tỉnh Xu không nói hai lời trực tiếp đi chợ xe năng lượng, không có cậu, lập tức sẽ trang hoàng biệt thự không có xe thật sự bất tiện đến lúc đó nhà cùng xe đều bán là có thể dùng xe năng lượng đi làm vài ngày chờ tận thế lại càng không cần đi xa như vậy đi làm những chiếc xe chạy xăng dầu và dầu diesel sau thời kỳ cuối cùng cũng giống như sát vụn vì không có dầu kể cả đốt khí tự nhiên cũng không được duy chỉ có xe nguyên rất nổi tiếng đặc biệt là lúc chạy ngược chạy xuôi tị nạn có một chiếc xe năng lượng người khác đi bộ bạn ngồi xe c trong kế hoạch sớm muộn gì cũng phải mua xe năng lượng vậy thì hôm nay đi Xe năng lượng phát triển đến nay vẫn là hỗn hợp dầu điện, bởi vì đến nay không giải quyết được động lực, kéo dài những vấn đề này, thị trường chiếm hữu rất thấp. Thổi có lợi hại hơn nữa, chạy hơn 100 km thì phải sạc điện, tốc độ còn chưa lên được 60, sạc điện phải nhìn chầm chầm, sạc điện khó, pin còn không biết khi nào hỏng, còn chưa bảo đảm giá trị. Nhưng, tận thế bên trong có cái có thể chạy xe, ngươi liền trọng cười đi đốt dầu xe lợi hại hơn nữa tận thế bên trong lái không nổi có ích lợi gì, dù sao dầu mỏ không đối dân chúng mở cửa rồi. Tỉnh Xu cái gì cũng không nói, đi thẳng đến chiếc xe cũ bê á địch tống mát này, mặt trên cho hơn phân nửa trợ cấp, bảy chiếc xe xa hoa, không gian lớn, đèn LED tiết kiệm điện, hình ảnh toàn cảnh 360 độ, sạc một lần mấy đồng, hiện tại mua đỉnh cao xa hoa làm xong chỉ cần hơn 6 vạn. Chọn màu đỏ, tỉnh Xu đáng xấu hổ cho vay quẹt thẻ tín dụng 270.000, làm xong thủ tục, mua bảo hiểm, lên biển số tạm thời, tỉnh xu cứ như vậy lái tống mát về nhà. 18 tuổi đã học bằng lái xe, rất ít lái xe của cha mẹ, cho nên kỹ thuật của tỉnh xu là, chỉ cần ngươi cách xa nàng một chút là có thể sống sót, mỉm cười, phí rất nhiều công sức mới dừng xe ở chỗ đậu xe của tiểu khu, tỉnh xu lại đi rửa hơn 10 chai nước khoáng, hoàn toàn trên người không xu dính túi, đói kêu ùng ục về nhà, mở cửa vừa nhìn, cậu mờ, gì gì chú chỉnh tề ngồi ở trên sofa, sau đó đồng loạt quay đầu lại. Tỉnh su nuốt nước miếng, nhìn đồng hồ, 18.25, a à, cho dù đã tan tầm vậy vì sao nhìn cô như vậy? Sao vậy? Kẹo bông gòn thích ăn nhắc nhở bạn. Xem xong cầu sưu tầm, sau đó xem lại thuận tiện hơn. Chương 008 Muốn mượn tiền Nằm mơ giữa ban ngày A, à, bạn đang nghe tài truyện chấm audio lại nhìn thấy một nhà cậu cả còn chưa chết thảm, tỉnh Xuân nhẹ nhàng thở ra một hơi, ấn tượng đối với một nhà cậu cả tô ít dương chính là khi còn bé thường xuyên đến nhà cậu chơi, mở cả vương phương sẽ làm một ít đồ ăn tỉnh Xu thích ăn. Sau khi bà ngoại ông ngoại qua đời, mặc dù ở cùng thành phố, nhưng cũng rất ít gặp mặt, lễ mừng năm mới mới có thể ăn cơm tất niên. Động đất toàn cầu năm thứ ba sau tận thế. Ô Thành ở bồn địa, ba bốn ngày chấn động một lần cơ bản không vượt qua cấp 6, nào giống xuyên thục, mỗi ngày đều phải chấn động hai cái, qua một hai tháng sẽ tới một cái lớn, nhân dân xuyên thục biểu thị một năm kia đại địa chính là giường của bọn họ. Nhưng ô thành trấn phủ vẫn yêu cầu dân chúng buổi tối ở quảng trường cùng trại tị nạn, hoặc trên mặt đất bằng phẳng, còn phát vật tư. Tỉnh Xu nhớ rất rõ ràng, đêm đó mờ cả nói. Ngủ quảng trường mùi quá khó ngửi, nghiến răng đánh trắm ngáy khò khè cái gì cũng có, hai ngày nay chấn động nhỏ sẽ không chấn động nữa, lão Lý Gia mỗi ngày trở về ngủ không được một chút chuyện gì sao. Hơn nữa Tô Long cũng chịu không nổi thời tiết lạnh như vậy, trở về ở một đêm. Tô Long là con trai của cậu cả, so với tỉnh Xu còn nhỏ hơn 5 tuổi, già đến già, bảo bối vô cùng. Một nhà cậu cả về nhà ở, đêm đó xảy ra động đất cấp 6, nguồn chấn động là khu vực nhà cậu cả, nhà lầu chung quanh đều sụp đổ không còn chó cảnh sát đi cứu người không còn nhân viên phòng cháy chữa cháy đi tìm kiếm cứu nạn thậm chí không có tin tức cũng không có ai điều tra trận động đất lần này đã chết bao nhiêu người bởi vì là tận thế a mỗi ngày đều chết rất nhiều người càng nhiều người đi nhặt vật tư sau khi không có ánh mặt trời trồng ra cây nông nghiệp quá ít không có bông không có quần áo không có chăn cái gì cũng thiếu tới rất nhiều người nhặt đồ trong đống đổ nát thỉnh thoảng sẽ bới ra mấy thi thể còn có thể lột quần áo mẹ tỉnh liền khóc muốn cùng dì nhỏ đi tìm thi thể dì nhỏ vừa khóc vừa nói sợ mẹ tỉnh liền lôi kéo ba tỉnh đi tìm sau đó tìm được vô cùng thê thảm tỉnh xu cảm thấy mẹ cô quen dì nhỏ như vậy có thứ gì hận không thể đưa toàn bộ cho dì nhỏ có một phần nguyên nhân là một nhà cậu cả chết thảm đời này tỉnh xu không cho tỉnh mẫu lý do quen tiểu di nữa cũng không muốn để cho anh ruột của tỉnh mẫu chết một lần nữa dì út tô mỹ mỹ thích chân diện nhưng người không đẹp, con gái Trương Hàm Hàm, 20 tuổi, quan hệ mẹ con các cô không được tốt lắm. Bởi vì một nhà dưỡng Trương Trung Dung trọng nam khinh nữ, Trương Trung Dung không thể sinh đứa thứ hai, cho nên từ đó trở đi hôn nhân của bọn họ liền tan vỡ đi. Trương Trung Dung nuôi tiểu tam, còn sinh con trai, tận thế không tới vài năm đã qua đường sáng, vì Úc bị tình thế bức bách hai nữ cộng thị một chồng. Nhưng tỉnh xu trước khi chết mới biết được, tôn thúc cùng tiểu di đã sớm quấy cùng một chỗ tôn thúc thật không có đảm đương tiểu di phu cũng dám qua đường sáng tôn thúc chỉ dám xuống đất ba không yêu mẹ không đau dưỡng thành tính cách ích kỷ từ nhỏ của trương hàm hàm căm thù bất luận kẻ nào đối với loại người lấy oán trả ơn tô mỹ mỹ tỉnh mẫu luyến tiếc nàng chết tỉnh xu cũng luyến tiếc để cho nàng chết dù sao cũng phải đem nàng đẩy ở bên cạnh vực sâu vạn trượng lại hảo tâm kéo một phen lại đẩy một phen gu 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 đang lúc tỉnh xu nhớ lại chuyện kiếp trước bụng không chịu thua kém kêu lên còn ở thời gian quỷ dị này kêu rất lớn tiếng hôm nay gọi cậu cả mờ cả vì út dựng tới ăn một bữa cơm thuận tiện thương lượng chuyện của con tỉnh mụ từ phòng bếp cầm dao phay vọt tới đưa cho tỉnh xu một khối nổ tung cá trước tiên lót đệm nói chuyện với đại cửu em sợ chết khiếp thấy cá hồ dì đứng lên em vẫn nên giúp chị một chút tô mỹ mỹ thật sự từ nhỏ đến lớn ăn đủ cơm mẹ tỉnh làm trước kia cho rằng cô cố ý sau lại phát hiện thân thể cô thật sự không hài hòa tô mỹ mỹ còn đắc ý mẹ tỉnh tìm không thấy nhà chồng tốt ai biết được tô lan chi không biết nấu cơm cái gì cũng không làm tìm được người đàn ông tốt thương cô yêu cô giao cho cô quyền lực kinh tế sinh con gái cũng đau như cục cưng. Tô Mỹ Mỹ biết nấu cơm làm gì chỉ biết ghét bỏ cô, mua cái gì cũng phải được anh đồng ý, người đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông. Sinh con gái chính là bồi tiện hóa. Dựa vào cái gì? Tô Mỹ Mỹ nắm tay thu hồi cảm xúc. Muốn mượn tiền tối nay? Mơ đi. Tỉnh Xu đem nước khoáng bỏ vào phòng ngủ phát hiện hôm nay rương mua thuốc đều bị chất đóng vào trong phòng ngủ, làm cho phòng ngủ chất đầy gia vị trở nên nhỏ hơn bất quá cũng may hẳn là không bị dì út bọn họ phát hiện đi nếu không tận thế đến mượn thuốc liền phiền toái đi ra ngoài cùng mấy người cậu cả hàng huyên một lúc ba tỉnh liền trở lại để cho ba tỉnh thành thật mở miệng vay tiền trên mặt ông xuất hiện một tia cảm xúc khó có thể mở miệng cơm rất nhanh xong không thể không nói tay nghề của dì út được một bàn người khẳng định tỉnh ba vì cậu cả cùng dưỡng rót đầy rượu sau khi uống hai chén liền tiến vào đề tài. Giấc mộng của tỉnh Xu vẫn muốn làm ngôi sao, người dẫn chương trình. Đứa nhỏ tìm được sự nghiệp mà nó thích, làm ba rất vui vẻ, đương nhiên phải toàn lực ủng hộ nó. Hiện tại cơ hội đã tới, công ty giải trí phát tới hợp đồng ký hợp đồng, chỉ cần trả một khoản tiền là có thể nâng đỡ nó nổi tiếng, về sau sẽ có năng lực tự mình kiếm tiền, tôi rất tự hào về nó. Không phải là 1,5 triệu sao? Tôi gom góp cho nó. Ba tỉnh nói xong lại nâng chén, tự mình cạn một chén, cậu cả cùng dượng nhỏ cũng đều uống một chén, mở cả cùng dì nhỏ ở một bên trầm mặt gấp thức ăn. Ánh mắt tỉnh su đột nhiên đỏ lên, không biết vì sao, lừa ba bánh bao thấp giọng vây tiền như vậy, có phải đã làm sai hay không? Không, là vì để cho bọn họ một lần nữa làm quen với dì nhỏ. Đồng thời nhìn xem một nhà đại cửu sau này muốn ở chung tới trình độ nào. Đừng tùy tiện khảo nghiệm nhân tính bởi vì không chịu nổi khảo nghiệm tĩnh xu vì sao phải vay tiền thứ nhất để cho cha mẹ biết trong lúc khó khăn ai giúp đỡ trong lòng có một con số thứ hai hiện tại vay tiền mua các loại vật tư kỳ thật cũng là vì trợ giúp cho bọn hắn vay tiền người lẫn tránh mạc thế tai nạn mạc thế sau tiền không đáng tiền vật tư đáng giá đến lúc đó lại dùng vật tư trả tiền lấy trợ giúp bọn hắn tại mạc thế tốt hơn sinh tồn tiếp người trợ giúp tỉnh xu nàng sẽ không quên còn phải đối tốt với người ta, đây chính là lý do vay tiền. Nhưng nếu một phân tiền cũng không cho tỉnh xu mượn, tỉnh xu tận thế về sau chẳng lẽ còn muốn tặng vật tư nuôi bạch nhãn lan. Cửa hàng là kiếm tiền, nhưng so ra kém tỉnh xu dựa vào chính mình kiếm tiền. Bán Hôm nay bán 60 vạn, tiền đã vào sổ sách. Lão Tôn còn nợ ta 10 vạn nói qua vài ngày sẽ trả, có thể hợp đồng ngày mai sẽ cho 80 vạn tiền đặt cọc xe không tiện rời tay. Hôm nay kêu mọi người tới ý tứ chính là, trước cho ta mượn chút tiền cho ta cùng Lan Chi, chờ chúng ta bán tiền liền trả lại cho các ngươi. Vì tiền đồ của con gái, ba tỉnh nếu không tiện mở miệng cũng mở miệng, ông khẩn trương chờ mong nhìn mọi người, trong tư tưởng của ba tỉnh và mẹ tỉnh, qua vài ngày nữa sẽ trả tiền, hiện tại chỉ là đẩy ngược lại, tất cả mọi người là huyết thống chí thân, hẳn là sẽ đồng ý chứ. Nếu đổi lại là bọn họ có khó khăn, ba tỉnh mẹ tỉnh không nói hai lời khẳng định phải ủng hộ. Chật chật, thật ngây thơ, tiền của lão tôn đang ở chỗ tôi đấy, nếu không có câu nói, anh không muốn vì vợ tiêu tiền, luôn có một người nguyện ý vì vợ anh tiêu tiền thay thế anh. Tô Mỹ Mỹ đắc ý nghĩ, ánh mắt lướt qua nam nhân đội nón xanh, phát hiện Trương Trung Dung đang thích ý uống rượu, căn bản bất vi sở động, bộ dáng như vậy đại khái chính là hắn không phát biểu ý kiến, có cái gì để cho nàng gánh vác đây? Tô Mỹ Mỹ cắn răng móng tay lại bóp lòng bàn tay, đây rõ ràng là để cho nàng tới làm ác nhân, để cho nàng tới đuổi đi. Là công ty giải trí gì? Đừng bị lừa, hiện tại thủ pháp lừa tiền nhiều lắm. Điểm chú ý của mờ cả quả nhiên bất đồng. Là con trai đồng nghiệp cũ 20 năm của tôi giới thiệu đảm bảo, Tỉnh Xu đem hợp đồng ra cho mọi người xem. Ba Tỉnh rất tin tưởng Chu Chính Khí. Tim Tỉnh Xu lộc bộc một chút, mở cả làm luật sư sẽ không phát hiện ra chút gì chứ. Chương 009 Linh Tuyền pha loãng thí nghiệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ta ở tận thế trong một cánh đồng tỉnh xu lại gấp một miếng cơm lúc này mới trở về phòng ngủ lấy hợp đồng ra cho mở cả xem, trong lòng đã suy tư lý do thoái thác sau khi bị nhìn thấu. Ai muốn bệnh nghề nghiệp thì luật sư cũng có. Vì cả không tra tên công ty, trực tiếp tra mã tín dụng của công ty, tương đương với số chứng minh thư. Công ty, hợp đồng cũng không thành vấn đề. Mở cả nói. Vậy là tốt rồi, ta liền dự định trước đem 80 vạn tiền đặt cọc gom vào. Tỉnh ba tỉnh xu đều thở ra một hơi, kế tiếp song phương liền lâm vào trong một trận trầm mặt càng xấu hổ. Đại cửu Tô Ích Dương nhìn thoáng qua uống rượu trương trung dung, dùng bữa tô mỹ mỹ, chúng ta còn có chút tiền dư, không vội trả, trước hết mượn 30. Vì cả vương phương dùng ánh mắt liếc mắt nhìn cậu cả cậu cả bị dọa lập tức sửa miệng mượn trước hai mươi khụ khụ vương phương ho khan hai cái cậu cả đỏ bừng mặt lần này nhanh chóng nói mượn trước mười vạn không vội trả chờ vài năm nữa bình phục lại rồi nói nói xong liền lắc lắc vương phương chuyển tiền qua uy chát cho lan chi trực tiếp chuyển cho tỉnh xu đi đại ca đại tẩu qua vài ngày nữa tiền sẽ trả lại cho các ngươi, tiền này chúng ta chính là ứng phó khẩn cấp. Tỉnh Mụ trong lòng khó chịu, luôn cảm thấy đại tẩu. Có chút, làm cho bọn họ không trả tiền giống nhau. Đến lúc này, mở cả vương phương bị tỉnh Xu đặt ở vị trí, có khó khăn có thể kéo một phen. Ba tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía dì Út Trọng điểm cuối cùng cũng tới. Tỉnh Xu có chút kích động, nhận tiền chuyển tới, quan sát dì nhỏ giả điếc giả câm có thể hay không ở trong lòng tỉnh mụ chôn một cái gai, liền xem lúc này đây, hy vọng tiểu diên ngàn vạn lần đừng làm cho tỉnh su thất vọng a à. Tiểu mùi, trung dung các ngươi biểu lộ thái độ. Đại cửu cảm thấy không thể tiếp tục xấu hổ như vậy. Trương trung dung gấp cá tráng dừng ở giữa không trung, cười nói. Tiểu Mỹ, chuyện nhà các ngươi ngươi làm chủ. Lúc này mới bỏ vào trong miệng. Tô Mỹ Mỹ trong lòng đem Trương Trung Dung mắng một trăm lần, sau đó bắt đầu tố khổ A, à, gần đây mua phòng nghèo A, à, hai tử học viện nghệ thuật học phí đắt, nghèo A, à, tóm lại trong lúc nhất thời không có tiền. Mẹ tỉnh nhớ tới em gái ruột vừa tới ô thành, không có việc làm không có đối tượng ở nhà bà 4-5 năm, dù nghèo bà cũng không nói nửa chữ nghèo, sau đó còn giới thiệu công việc cho bà, mới tìm Trương Trung Dung ở cơ quan chính phủ, gã người mới dọn ra ngoài. Phi Trương Trung Dung phun ra cá chiên mặn chết người nhớ tới tiểu yêu tinh không chỉ có cá chiên, mỗi lần còn ép khô hắn, nhất thời miệng khô lưỡi khô, lại nhớ tới nàng thích tiểu BMW. Đại tỷ, gần đây trong tay quả thật có chút gấp, cũng là muốn lại mua chiếc xe, nếu không đem BMW nhỏ bán cho chúng ta đi. Mới vừa đem má trái bán đi, má phải trở tay đã bị Trương Trung Dung đánh bóp bóp vang lên, tô mỹ mỹ tố khổ bạch tố, nhưng nghĩ Trương Trung Dung đã có Audi, vậy chiếc BMW nhỏ này chính là mua cho mình. Tô Mỹ Mỹ vẫn hâm mộ Tô Lan Chi có chiếc BMW nhỏ, hiện tại, muốn đổi chủ. Cái đó tạm thời không bán. Ba tỉnh luyến tiếc, chiếc xe kia mặc dù đã ba năm, nhưng chỉ lái hơn 8.000 km, vẫn là xe mới, hơn nữa Lan Chi các con cũng biết, đồ của con bé không dùng được bao lâu cũng giống như mới, bảo dưỡng rất cẩn thận. Chị, tiện nghi đem xe bán chúng ta đi, đời này em cũng không có xe đâu. Tỉnh su choáng váng đoán trước gì út không cho vay tiền, nhưng không đoán trước được người một nhà bọn họ không biết xấu hổ như vậy, chiếm tiện nghi của người trong nhà, mấu chốt là tỉnh Xu không muốn ở phương diện tiền tài lại dính dáng đến quan hệ với bọn họ. Hiện tại bán xe, chờ tận thế phế đi, dì út lại chạy tới khóc, mẹ tỉnh không được ấy nấy cho một đống lớn bồi thường. Bán cũng không thể bán cho nhà này. Xe của mẹ em không bán, vàng nhất căn nhà này bán biệt thự của chúng ta xa như vậy, ngay cả taxi cũng không có làm sao đi làm. Mẹ Tỉnh cũng có chút do dự, bà muốn rẻ một chút bán cho em gái là được. Chị ruột của tôi ngày mai sẽ giao tiền đặt cọc, bán cho chúng tôi trực tiếp lấy tiền, xe cũ hiện tại không dễ bán như vậy. Dì nhỏ, vậy hai người trực tiếp cho chúng tôi mượn tiền đi. Tỉnh su bổ một đao. Tô Mỹ Mỹ hiện lên vẻ xấu hổ. Thằng nhóc này thật biết nói đùa, chúng ta giữ lại chút tiền mua xe. Mí mắt mẹ tỉnh rủ xuống, nhiều năm như vậy lần đầu tiên mở miệng với em gái, lại đạt được kết quả này. Tôi gọi điện thoại cho lão Tôn, xem ngày mai hắn có thể trả tiền hay không. Ba Tỉnh thật sự không muốn bán chiếc BMW nhỏ, nói xong liền đứng dậy gọi điện thoại, không bao lâu liền truyền đến giọng nói vui mừng của ba Tỉnh, "Được được, quá phiền toái con, lão Tôn cứ quyết định như vậy, ngày mai 12 giờ chuyển cho ba." Chuyện đặt cọc cứ như vậy tạm thời định ra nhà cậu cả chuyển ngay tại chỗ mười vạn vì út muốn mua xe không mua được cũng không cho vay tiền cho mẹ tỉnh hai lần đã kích xem như niềm vui ngoài ý muốn vì út luôn tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa kiếp trước cha mẹ bánh bao luôn không gây phiền toái cho mọi người chưa bao giờ mở miệng cầu người cho nên không cần khảo nghiệm nhân tính thi thêm vài lần quan hệ chuẩn băng đêm nay ba tỉnh mẹ tỉnh nhất định sẽ khổ sở ngày mai phỏng chừng không chỉ khổ sở còn có thể hoài nghi nhân sinh đi ngẫm lại liền có chút kích động, A Phi, rất khổ sở. Ai, trưởng thành luôn phải trả giá thật lớn, đau mới có thể lĩnh ngộ. Tỉnh Xu trở lại không gian phòng ngủ tiên tiến thị sát tình trạng sinh hoạt của một đám đồ ăn, đám heo đen ăn xong thức ăn liền ngủ, trâu cùng dê rất an tường cùng một chỗ, thỉnh thoảng đổi tư thế. Đám thỏ con nhảy tới nhảy lui, không gian hoạt động rất lớn, kéo ba thỏ đầy đất. Kinh hỷ chính là chim cút đẻ hai trứng, còn đang ấp trứng lão bản nói ánh sáng có thể nâng cao tỷ lệ chim cút đẻ trứng, ánh sáng trong không gian ma phương rất sung túc, bản thân nó chính là thể phát sáng. 17 con gà thật sự là vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là phân gà, hai quả trứng đẻ còn bị giẫm nát ăn, tỉnh su một hồi phải nghĩ biện pháp. Ghi số trên mỗi chai nước khoáng, áo sơ mi trắng cắt thành vải, trên đó viết số tương ứng. Đầu tiên cho bò cái, dê cái, lợn cái ăn một giọt về 250 gram nước khoáng, bò được dê được lợn được ăn một giọt 1 kg nước khoáng. 15 con gà mái thì từ một giọt về 100 g lần lượt tăng lên, một con gà trống uống linh tuyền, một con gà trống không cùng linh tuyền, tỉnh Xu muốn xem sự khác biệt và tuổi thọ của chúng. Việc, thỏ, chim cúc cũng đều biên soạn xong, dựa theo số hiệu đúc nước khoáng, tỉnh Xu là động vật muốn kiểm tra tuổi thọ thể tích bất đồng uống linh tuyền cùng tỷ lệ sẽ có cái gì khác biệt. Biên soạn xong, ở trong không gian buộc vải lên cổ từng khẩu phần ăn, sau đó đem nước khoáng thả vào trong không gian thức ăn gia súc kia, tỉnh su trực tiếp lấy nước đưa đến trong bụng trâu. Cảm giác trâu bò có thể chính là mạc danh kỳ diệu miệng bị tách ra, một đống nước mạc danh kỳ diệu lướt qua cổ họng trực tiếp tiến vào trong bụng. Nói ra ngươi có thể không tin, là nước tự mình tiến vào bụng ta. Tỉnh su thao tác thành thạo, động tác nhanh nhẹn, lập tức liền đút xong linh tuyền pha loãng, gà trống đánh số không đáng thương, cái gì cũng không có. Sáu khối ruộng trong không gian đã nảy mầm, nhanh đến mức cao mấy cm, nếu không phải tỉnh su tự mình trồng cũng không biết mình đã trồng cái gì.